Xin chào quý bà con, quý anh em nuôi tôm. Thì nhân dịp là năm mới bước qua năm 2021 cũng như là Tết âm lịch mình sắp đến, thì chúc quý bà con mình dồi dào sức khỏe và một cái năm mới này là cái mùa vụ được thành công, nuôi tôm được thuận lợi. Thì Tuấn sau đây Tuấn xin chia sẻ là cách mình chọn lựa tôm giống như thế nào để mình thả tôm cho nó có hiệu quả. Thì nói chung dạng sự khởi đầu nan, mà nếu mà con tôm giống mình chọn lựa không tốt thì coi như nó sẽ ảnh hưởng nguyên một cái vụ nuôi của mình đó. Thì nếu mà nó mà có vấn đề về bệnh thì nó sẽ nhiễm nguồn nước cũng như nó nhiễm nguồn đất của mình, là cái vụ tiếp theo bà con nuôi rất là khó đó. Thì rất là nhiều trường hợp là ao đất mình thả xuống thì trong vòng ví dụ 20-30 ngày chết đó. Rồi thứ hai nữa là có thể là những cái ao bạc, tức là mặc dù mình lót bạc mình đã cách ly được cái mầm bệnh rất tốt rồi, tuy nhiên có khi 5-7 ngày mình vẫn là bị gan hết. Thì cái nguyên nhân chính thực ra là đâu có cái khuẩn nào mà trong nước mà nó phát triển kịp để nó gây bệnh cho con tôm đó, nó phải có thời gian ủ bệnh, nó có phải thời gian là tấn công vô cơ thể, nó xâm nhập. Nhưng mà thực sự là ở ngoài ao nó chưa kịp đâu, là có 5-7 ngày vậy là đa phần là do cái con giống mình nó nhiễm từ cái chạy giống đó. Do đó thì mình phải có cái cách mình kiểm tra, mình chọn lựa như thế nào để cho nó là hiệu quả, nó không có ảnh hưởng tới cái hệ thống ao nuôi mình đã xử lý tốt rồi, để nó lây lan hoặc nó là ẩn chứa mà bệnh sau này mình rất là khó nuôi về sau. Thì đầu tiên để chọn lựa cái con giống tốt cũng như tôm thẻ cũng như tôm sú đó, thứ nhất là bố mẹ. Tại sao là Tuấn nói bố mẹ? Là thứ nhất là nói thẳng bà con, nếu mà mình bắt cái con gà tre thì mình không thể nào mà nuôi lớn được như cái con gà nồi được hết trơn á. Ví dụ còn trong cái nông nghiệp mình thì người ta nói nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, riêng cái trong cái thủy sản của mình là cái đầu tiên là cái giống và cái nước, hai cái là rất là quan trọng. Coi như là thách, không được thách cái nào hết trơn, để cái giai đoạn đầu để mình thả con tôm hoặc mình nuôi con tôm hiệu quả về sau là nó là chiếm vị trí rất là quan trọng. Nếu mà mình không thành công là rất là khó nuôi những cái vụ tiếp theo. Thì cái con bố mẹ là nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà bà con mình là nó ngay những cái bố mẹ nhỏ với bộ còi hoặc nó là cái tinh hoặc nó nuôi nhân tạo thì nó sẽ không lớn và nó không mạnh mẽ, nó không đề kháng bằng những cái con tự nhiên đó. Thì đối với con tôm sú thì ví dụ người ta chọn lựa ở những cái vùng đa số là vùng gạch gốc của mình, cái chủng Bủ Hoàng đó ở Cà Mau. Thì đây là cái vùng giống là bố mẹ nó sinh trưởng tốt, phát triển tốt, và nó tập trung lại đây để nó giao phối với nhau, nó giao dị với nhau để nó là sinh sản đó. Thì người ta sẽ chọn lựa những bố mẹ ở đây thì khi mà cho sinh sản như vậy thì sau này mình nuôi những, đặc biệt là cái vùng mà giao thoa giữa nước mặn nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long mà nhiều nhánh sông vậy thì nó rất là phù hợp đó. Một riêng cái con tôm mà chân đỏ nó càng phù hợp hơn, và nó bởi vì nó rất là mau lớn và nó thích nghi cái thổ nhưỡng điều kiện địa phương, mình cho nó đẻ là rất là tốt đó, là cái khâu bố mẹ vậy. Còn đối với tôm thẻ thì người ta dòng SIS hoặc dòng HAWAI ví dụ vậy, thì khi đó thì những cái dòng vậy thì người ta đã chọn lọc di truyền bố mẹ rất là tốt rồi đó. Rồi một số dòng sú thì thí dụ người ta sử dụng là dòng MOINA hay những con gia quá, thì người ta cũng chọn lọc di truyền, chọn lọc gen là nhiều năm để người ta đưa ra những cái dòng mà kháng bệnh và những cái dòng lớn nhanh phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng đó. Thì bà con mình coi thí dụ mà những cái công ty lớn có uy tín, thí dụ người ta có nhập bố mẹ về đó thì mình sẽ ưu tiên, thì mình sẽ chọn lựa những cái nơi tin cậy vậy thì mình bắt thì nó sẽ tốt hơn đó. Sau khi cái bố mẹ nó đã biết mình có nguồn gốc rồi thì mình phải coi tiếp. Thứ hai là cái quy trình sản xuất người ta, nếu mà cái quy trình mà gọi là quy trình sinh học á, tức là mình sử dụng vi sinh thì con tôm nó quen với tự nhiên, nó quen với là vi sinh thì nó đỡ ăn những cái hóa chất và nó đỡ ăn những cái kháng sinh, thì sau này cái sức khỏe, sức phát triển của nó và cái sức đề kháng với mầm bệnh đó là nó cũng sẽ tốt hơn so với mình sử dụng mấy cái quy trình mà là kháng sinh hoặc mình cho ăn thuốc nhiều quá. Rồi sau khi là người ta là chọn lựa cái quy trình vậy xong thì cái bước tiếp theo thì mình phải coi và mình kiểm tra, mình quan sát về cảm quan, tức là mình coi về độ đồng đều nè, độ lanh lợi của con tôm như thế nào, rồi thí dụ đường ruột rồi gan đó, mình coi làm sao. rồi mình có thể mình thử độ mặn, mình thử pH đó. Thí dụ mà cái độ mặn thì trên lệch không quá 5 phần ngàn, cái pH thì trên lệch không quá 0,5, nhưng mà mình phải thừng được 1-2 ngày trước khi mình đi là thả, chứ không phải là bữa nay mình thả là tối hôm nay là mình thuần thì nó cũng vẫn sốc bình thường. Mình phải thuần cho nó quen trước khoảng 1-2 ngày mới được, chứ không thể thuần gấp như vậy đó. Rồi cái thời gian vận chuyển hay cái thời gian mà đóng thì mình phải canh phù hợp với cái nhiệt độ đi cho nó tốt, để con tôm mình thả nó đạt nó tốt đó. Thì sau khi mình coi cảm quan mình tốt như vậy, nhưng mà đặc biệt là mình phải test những cái mầm bệnh đó, đặc biệt là thí dụ là cái gan. Đa số là Tuấn thấy là đặc biệt đối với cái ao bạc là những năm đây nhà chuẩn bị thả hoặc thả 5-6 ngày đã xuống là nó đã bị gan rồi, thì mình nên test cái gan. Thứ hai là cái EHB, tức là đối với tôm thẻ đó là nó bị là chậm, rất là chậm lớn đó. Rồi đối với tôm sú thì cái MBV thì cái còi thì rất là nhiều đó. Thì cái mình test về con còi để mình đỡ cái rủi ro để nuôi mà nuôi hoài nó không lớn đó. Ngoài ra riêng cái dấu hiệu tôm còi thì test cũng được. Hai nữa là mình coi cái độ cảm quan, tức là cái màu sắc con tôm nó đồng đều hay không đó. Nó có con xanh con đỏ rồi nó bị tè đầu, hoặc nó mà về cái đốt đuôi cuối cùng, cái đốt thứ 6 gần đuôi đó, nó mà hơi nó phình to ra nó không thông, thì những cái con như Tuấn nói là thường nó dễ bị còi đó, nó dễ bị rất là dễ bị còi. Thì mình còn nếu mà chính xác thì mình phải test là bằng PCR lại cái nữa để nó chính xác, để mình chọn lựa cái con giống của mình là cho nó hiệu quả. Chứ thôi để thôi mà nó mang mầm bệnh vậy mình xuống mình thả ao mình, thứ nhất mình nuôi nó không lớn vậy, hoặc mình thả vài bữa mà nó bị gan vậy á, là nó lúc nhỏ mà nó bị giật, nó bị khó khăn, là nó èo ụt vậy, thì khi mà mình quá trình mình nuôi nó hao hụt rất lớn, rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều và rất là tốn kém chi phí đó, rồi cái tỷ lệ đạt nó cũng không có nhiều. Bởi vậy là cái bước chọn lựa con giống là rất là quyết định đó. Rồi trên ví dụ ngoài ra những yếu tố môi trường, trước khi mình thuần trong ao mình và mình thuần ở ngoài cái ao chuẩn bị thả, ao dèo của mình thử nước là nó không chênh lệch đột ngột, mà nó không có chênh lệch quá cao đó. Nếu mình để chênh lệch quá cao thì khi nhất là pH, thí dụ mình thả vậy thì con tôm nó lội trên mặt hoặc nó thả nó búng rất là nhiều đó. Rồi khi nó búng sốc vậy thì mình thả ra thì nói chung là nó sẽ không có đạt cái đầu con đó. Có nếu mà nặng hơn thì nó sẽ chết, và nó sẽ bị là hao trong cái ao dèo hoặc cái ao nuôi của mình đó. Còn mình để mình thả đạt rồi mình gây thức ăn như thế nào, tự nhiên như thế nào, hoặc mình ăn mồi như thế nào cho nó giống như cái trong cái lúc mà bể tôm á, thì Tuấn có một cái quy trình cũng như có làm những cái clip á, trên cái kênh của Tuấn á, thì đã chia sẻ về cái cách mà thả cho nó đạt đầu con nè, về cái cách gây thức ăn để cho nó phù hợp với ao bạc, ao đất, ao quảng canh gì đó là có sẵn hết, thì bà con mình tham khảo thêm để mình coi, để mình thả cho nó đạt, nó phù hợp với cái ao nuôi của mình đó. Tại vì mỗi cái quy trình, mỗi cái mô hình nó khác nhau đó. Rồi về cái chọn giống này nè, thì mình tin đâu thì mình bắt đó, nhưng mà Tuấn nói điều là mình nên là mình đích thân mình kiểm tra, mình chọn lựa, nó chọn những nơi uy tín. Nếu mà mình giao cho người ta hết, nhiều khi là nó cái thiệt thòi, cái thất thoát thuộc về mình đó, rồi nó ảnh hưởng nguyên cái vụ nuôi của mình đó, nguyên một năm của mình nhiều khi mình làm thu nhập mình chỉ vì con tôm mình nó ảnh hưởng như vậy, là nói chung là gây thiệt hại rất lớn cho bà con đó. Cái con giống là rất là quan trọng trong cái nghề tôm. Đó, cái giống ghẻ là tại sao người ta nói ghẻ, thì thứ nhất á, là đối với ví dụ tôm sú đi, là bố mẹ người ta bắt về, ví dụ sau khi cột mắt cho nó đẻ là phát 1, phát 2, phát 3, phát 4 gì đó xong rồi coi như là dạt rồi, đó là thứ nhất, nó bán lại cái tinh hoặc những cái nao sau đó nữa thì người ta bán, đó là một. Cái thứ hai đó là khi mà mình xét nghiệm mà cái bên công nghiệp không đạt rồi cái mình bán ghẻ lại đó, thay vì mình bán mình bỏ mình phải bán lấy vốn lại, không đạt về gan cũng như bệnh còi đó. Rồi nó nói vậy thì bà con mình bắt đó, thì khi mà mình bắt ngay những cái mẻ giống đó thì nó chậm lớn, rồi có thể là bị bệnh rồi nó hư cái vuông của mình đó. Đối với bà con mà nuôi mà quảng canh cải tiến hay tôm lúa đó, thì nói chung đó là mình bắt giống mắt thì mình ngán quá thì mình bắt giống ghẻ như vậy, thì nhiều khi cũng có trúng. Tại vì thí dụ 10 con thì nó hư cỡ 7-8 con, nó còn 3 con thì nó thưa ra, mình thấy mình vậy mình cũng được, mình cũng có lời. Còn ghẻ nhiều khi cũng ngay cái bầy tôm nó cũng tốt đó, nhiều khi á, là người ta bán không được mà ngay cái vụ người ta chưa thả thì để tôm bự quá nó ăn tốn tiền thì chạy nó cũng bán ghẻ đặng lấy vốn. Thì nhiều khi bà con bắt được những cái mẻ giống đó thì bà con trúng đó, thì ra là mình bắt ngay bầy giống tốt. Mình nói với bà con là thực ra cái tỷ lệ nó rất là hiếm đó, thực ra là tiền nào của nó thôi. Thấy cái phần phía trên cái gan đó, cái bông tử nó không còn á, như con bự chản nó đang lội nhiều hao nhiều dữ. Nếu mà mình lựa ngay bầy giống mà bị bệnh đó thì khi đó mình bắt mình thả xuống ao mình là có thể nhiễm hết cái ao mình, rồi từ mà bệnh đó nó sẽ lây lan hoài, mình sẽ ảnh hưởng nguyên vụ nuôi và có thể là nhiều năm sau nữa đó. Bởi vậy do đó những bà con mà nuôi công nghiệp thường là chọn lựa giống tốt sạch bệnh đó, để chi thực ra cái chi phí về con tôm giống ví dụ trên lệch 5-10 đồng không sao, không nhiều, hoặc 20-30 đồng không nhiều đâu. Tại nữa quan trọng nhất là cái kinh tế nguyên năm của mình, rồi mầm bệnh nó ô nhiễm mình xử lại lý lại, rồi hai nữa là cái cuộc sống mình nguyên một năm dựa vào con tôm mà nó nhiễm nó hư, cái đó là mấy lớn chứ không phải là cái trên lệch điền giống. Thí dụ như Tuấn nói bà con mình bắt giống tốt thì thí dụ 100.000 thì mình bắt thí dụ 70.000 thôi, thay vì mình bắt 100.000 giống mà nó bị nhiễm bệnh đó. Còn bà con mình đợi mà hên mà ngay cái bầy giống mà người ta dư tốt, người ta bán thì cũng ít lắm đó. Cái rủi ro là rất là lớn. Mình coi mình kiểm tra mình chọn lựa, chứ mình nói chung đừng có mà giống như là giống nào mình cũng bắt. Thí dụ người ta khuyến mãi cao hoặc người ta bớt hoặc người ta cho rẻ, mà cuối cùng mình đem cái con gà bệnh về mình nuôi đó, hoặc mình đem cái con gà tre về mình nuôi thì không bao giờ là mình nuôi thành gà tàu hoặc gà nồi, tức là nuôi và phát triển tốt và nó an toàn cho cái vuông tôm mình đó. Cái chi phí tiền giống thật sự nó không nhiều so với cái lợi nhuận của bà con nguyên một năm. Để nếu mà mình không khéo là mình ví dụ mình tiết kiệm một chút mà mình đánh đổi vậy là rất là nguy hiểm, rất là rủi ro. Xin cảm ơn. Nếu bà con mà có khó khăn thắc mắc gì đó thì điện thoại về cho Tuấn, Tuấn sẽ chia sẻ cho mình cái cách kiểm tra, rồi cái cách mà thuần cũng như là cái cách chọn lựa tôm giống sao cho nó sạch bệnh mà nó mình thả nó đạt đồ con, rồi mình nuôi theo cái quy trình nào cho nó là ít rủi ro, nó không có bị chết sớm, nó không bị gan, nó không bị phân trắng gì đó. Thì Tuấn sẽ chia sẻ cho bà con mình cả một quy trình để giúp cho cái vụ nuôi mình thành công. Xin cảm ơn và chúc bà con nhiều sức khỏe.